Xin chào các bạn, là Hương đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình làm clip theo một ý tưởng của một bạn đã comment ở dưới video trước các bạn nha. Anh Hưng ơi, hãy làm clip thử thách người cuối cùng ngừng ăn tất cả các loại bánh tráng trộn này, bánh tráng nướng này, bánh tráng cuộn và bánh tráng chấm các bạn nha. Rất chiều các bạn. Vì cái ý tưởng đấy nhiều like, mình sẽ thực hiện theo các bạn ạ. Đấy. Hình thức chơi là anh nhỉ? Hình thức chơi này đó là chúng ta bốc vào bánh tráng nào thì chúng ta sẽ phải ăn bánh tráng đó các bạn nhá. Đây, ví dụ bốc bánh tráng trộn thì có bánh tráng trộn này. Bánh tráng cuộn thì sẽ có bánh tráng cuộn nha. Bánh tráng chấm thì sẽ có bánh tráng chấm và bánh tráng nướng thì sẽ có bánh tráng nướng. Còn trưởng nào anh? Và còn có cả một vòng đó là vòng nước ngọt nữa các bạn ạ. Yes. Bởi vì là ăn bánh tráng nó rất là cay và khô các bạn nhá. Nên là có nước thì sẽ người chơi chúng ta sẽ ăn được nhiều hơn. Đấy. Rồi, đúng rồi. Thưởng. Rồi, phần thưởng mình sẽ trao người thắng cuộc sẽ là 500 đô các bạn nhá. Wow. Đấy. Còn phạt thì các bạn ạ, hôm nay mình sẽ bắt chống đẩy 50 cái các bạn nhá. Yeah. Rồi. Thì các bạn có cái ý tưởng gì hay hãy comment ở video này. Ý tưởng làm nhiều like mình sẽ thực hiện theo ý tưởng đó các bạn nhá. Đấy, Việt Nam nói là làm các bạn nhá. Rồi, thì người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, trận chiến bắt đầu các bạn nhá. Let's go. Sẵn sàng chưa? Sẵn. Đấy, bây giờ bốc thăm nhá, ai bốc trước đây? Rồi, Cường bốc đi. Nhớ ngọt này. Mong chay nước các bạn ạ. Nhưng kiếm bốc có nhớ ngọt các bạn ạ. Nước ngọt các bạn ơi. Bánh trắng chấm. Bánh tráng chấm. Bánh tráng cuộn các bạn. Bánh tráng cuộn. Bánh tráng trộn các bạn. Nước ngọt đây. Ok. Các bạn ơi, của họ là nước các bạn này. Ngon đấy, Pepsi. Ngon đấy. Hôm nay hậu trôn lại vô địch rồi. Nước ngọt á. Hậu trôn đuổi gì các bạn nhỉ. Bánh tráng trộn của Bách này. Họ toàn nói phép rồi. Đây là bánh tráng cuộn của anh Hoàng này. Rồi anh xin. Đấy, còn đây là bánh tráng chấm của Cường này. Anh xin nha. Của mình hấp dẫn phết các bạn. Mời các bạn nhá. Rồi, Bách đổ ra đi. Đấy. Ui, thơm đấy các bạn ạ. Đổ thắng ra rồi á. Đổ thắng đấy rồi trộn lên. Mình mời các bạn nhá. Uầy, uống nước nó có vị Pepsi các bạn. Các bạn ơi, chấm. Mình chấm nước trong hộp các bạn nhá. Đang chấm. Hèm chế cái nước quạt các bạn ạ. Uống nước có Pepsi có vị Pepsi các bạn ạ. Của mình ăn nó béo lắm các bạn. Nó béo à? Béo. Có Bách là một mâm đầy luôn các bạn ơi. Dài thế nhỉ? Bên trong là nó... Đổ hết lên rồi trong trộn. Như kiểu có cái đu đủ hay là su hào á. Nộm ấy. Nước chấm mình ngon cực luôn mà. Có là lạc các bạn. Ăn nó ngon đấy à đều. Có tép này. Ăn nó ngon đấy. Tỏi hành lạc này, có cả mơ dơ le. Thế à? Hơn xin thử chấm ý ra ra gì không? Cuộn mà. Mình thử chấm ra một tí ra ra gì không? Cực ngon luôn. Ngon. Cái nước chấm ngon hả các bạn? Cực bức. Nước một mâm các bạn ạ. Đấy, nó trộn ra nó được một mâm đầy luôn. Nước của mình mát thật các bạn ạ. Đâu mình thử miếng ăn cùng này nó ngon không? Bạn hèm bạn nói hiểu miếng thế hèm bảo đi không có ăn thì bảo đi đấy Bách này nè thì to phải không ngon phết đấy các bạn ạ. Bách ăn thế nào khô vị bò anh ạ. À vị bò à đấy đây bò khô các bạn nhỉ ngon đấy chưa? Của Bách ăn cái món này ngon đấy các bạn ạ nhưng mà ăn ít một mới ngon đảo đều lên nhưng mà nhai nhiều là hơi còn rẻ đấy bắt quất vào cái này nhai nhiều mùi đấy bắt quất vào khát nước thì xin hậu cho ăn đấy. Bạn cho dưới hẹm rồi. Cường đổ cái bánh tráng chấm ra xem nhiều không. Hôm này đấy. Ít được các bạn. Wow. Nó dai các bạn. Nó dai cho chúng ta cho ít được các bạn. Cho anh xin một tí chấm. Cái nước chấm mình ngon thật các bạn. Quá ngon rồi bạn. Bạn ơi ăn thử tí kéo bạn. Rồi nó có cay hay gì không? Tê tê. Nó chỉ gọi hơn một tí thôi. Mà ăn nó ngon. Quên bạn. Hơn. Úi giời. Tôi có cả trứng cút này. Hả? Mình ngồi uống nước các bạn ạ. Ăn mấy cái này cho nó ngon các bạn nhá. Rồi, đấy. Vị bò à. Ngon. Ngon. Bách một mâm đầy luôn, nhanh lên. Còn mỗi bách các bạn ạ, bách ngon. Đấy, ăn mâm bánh... này chắc quảng. Đây là bánh tráng trộn các bạn ạ. Bánh tráng trộn. Thật phẩm. Còn món ăn như ăn vị như nào, ăn như nào? Bánh có ăn vị nó như kiểu vị nộm. Chấm anh ơi, chấm đi. Nó có nạc ấy. Ừ. Cái này ăn như kiểu cái nộm ấy. Rồi, nó mềm. Nó mềm. Cái của anh là mềm. Mình dễ ăn lắm các bạn. Kéo tí nước chấm nó thơm các bạn. Có Bách ăn thế nào? Ngon ạ. Dai hay như nào? Khô không? Dai, khô. Ngon, cay. Ủa, phải ăn ngâm các bạn. Rồi. Trứng nhất hậu ơi. Trứng nhất hậu. Rồi, hậu là nước các bạn ạ. Không phải ăn. Ngon. Đầy bụng lắm các bạn ạ, nước này có đầy bụng lắm. Nụ ra. Đấy.
Ba ông nhỉ? Quả bách nó trông nó lồm cồm thôi các bạn, nhưng mà đút vào mồm cái loại gọi tay ăn. Nó nhẹ không nhỉ. Mình hết các bạn nhá. Rồi, hậu hết rồi. Hậu của mình thì cái nhà nhiều. Rồi, hậu may các bạn ạ, vào nước. Đấy, cố lên. Ui giời ơi. Đấy, cường nó chấm này. Đấy, bằng trắng chấm ngon, nó ngon ở cái nước chấm các bạn. Còn nước cường ạ. Có cái này nhạt dẻo bạn ạ, dai được dẻo luôn. Rồi. Phần cuối bạn nhá. Rồi, ghê, nó dài thế mà cường nó vẫn đút cá vào mồm ăn được các bạn ạ. Cho nghiên cứu. Rồi, nó chấm này. Ăn xin. Hay uống cả nước chấm thì bảo. Ừ, ăn chấm hết rồi. Nhưng cái bánh trái các bạn ạ, mình ăn cảm tưởng á, lúc mình ăn đi. Mình cảm tưởng lúc đầu ăn nó dai thôi, nhưng mà nha, một lúc nó mềm vãi nhỉ. Rồi. Mềm. Đấy, cường hết rồi các bạn ơi. Cường hết rồi các bạn nha. Rồi, giờ còn mỗi bách với anh Hoàng thôi. Đấy, bách cối đi, sắp hết rồi. Đấy, hậu còn ăn hộ bách nữa các bạn ạ. Hoàng cái món ngon rồi. Bách hẹn các bạn. Rồi, bách đen thì sạch đi đi. Kinh tạo quá. Cố lên. Còn hai người. Ra đi xem nước phải ngon không các bạn nhỉ. Đấy, tí mong hậu. Mình trong ghế nó quấn chặt nó nhiều mà. Ui, ăn xong mấy cay. Đấy, bách ăn đến công đoạn cuối ngon đấy nhỉ. Ngon mà. Còn lạc. Đấy, lạc ngon. Nó sạch mông. Nó sạch mông. Lạc ngon không bách? Phải lấy cái thìa cho bách để ăn. Mày ăn hết được. Ngon đấy ạ. Bách có cần thìa không? Ăn không anh ạ. Rồi. Thì hết các bạn nhá. Nghe các bạn ơi. Rồi. Các bạn. Và mấy cái vùng này mình vào ạ. Ghê thật bách ăn. Liếm đi. Như là đầu tiên để ăn bánh tráng. Bạn cứ liếm. Còn lâu quá. Liếm đi không nó mất chất nhiều chất dinh dưỡng ở đây này. Và lốt. Rồi. Sạch rồi, sạch rồi. Đấy, cả mâm. Chắc là chưa ai chịu thua đâu các bạn ạ. Chưa. Ngon đúng không? Ngon, ngon. Đấy. Rồi, vòng bốc thăm tiếp theo bạn nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hãy bốc trước rồi. Em. Cho bay bốc ghê. Em như xong lại ra rồi. Bay bốc bay trắng trộn. Các bạn mình chạm nướng lắm rồi các bạn ạ. Bánh tráng nướng các bạn ơi. Bánh tráng nướng. Lại nước ngọt các bạn ạ. Bánh tráng chấm các bạn ạ. Bánh tráng chấm. Bánh tráng trộn các bạn nhá. Bánh tráng trộn rồi, ok. Sẵn sàng chưa? Sàng. Bánh tráng trộn của Cường các bạn nhá. Nhiều thật đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy. Còn đây là bánh tráng chấm của anh Hoàng. Còn đây là bánh tráng nướng của Bách nha. Đồ ngon đấy các bạn ạ. Đồ này ăn chán hay chán mà mình chưa được miếng nào. Đấy, hậu lại chai lướt ngọt. Hậu lại mình lướt. Uống ngắm lướt thì... Đấy, mình ra làm cái gì. Rồi. Mình thiệt thòi thật đấy các bạn ạ. Đấy, đấy, không ai. Một Cường này, một lúi luôn. Mình mời các bạn nhá. Đây là lần đầu tiên mình uống lướt sau tinh bạc. Mình mời các bạn nhá. Ui. Chỗ này. Chỗ này nghe có vẻ dài đấy các bạn. Cường trộn đấy các bạn nhìn chưa. Wow. Ừ. Bánh ăn thế nào? Của mình cứng lắm ạ. Của mình dai lắm các bạn. Của mình cứng. Ngon không? Ngon lắm ạ. Nha. Đấy, bánh trắng nướng ngon. Dai hết. Còn bánh dai hết. Dai nhỏ nhéo luôn. Cái này mà đầu tiên mình uống nước sả tinh vàng các bạn, mình cảm nhận nó giống như vị bò húc ấy. Có vị bò húc, nó dạng dạng thế. Mình hướng hết rồi. Được bạn, đúng không? Chiến rồi các bạn ơi. Không, mình kêu thôi. Rồi. Đấy, bánh là bánh trắng nướng, ngon. Ừ. Cái quả bim bim nha bạn. Cái nhà bim bim nha hả? Đâu? Chua cay. Ông tôm. Vị gì đấy? Chua cay, ngọt ngọt bùi bùi, thơm. Quả. Đấy, rau đâu hết rồi. Đấy, có cả rau răm, ăn nhiều rau răm vào. Ăn rau răm tốn lắm bạn. Đấy, một Cường gọi là tóp mỡ là bảo. Rau... Đấy, đây đúng kiểu tóp mỡ. Tóp mỡ, phồng tôm. Phồng tôm. Phồng tôm. Bánh tráng tóp mỡ. Phồng tôm. Phồng tôm đấy. Ôi phồng tôm, tóp mỡ. Phồng tôm. Anh em mà. Thế á? Phồng tôm. Đấy. Wow. Ăn thế nào em? Có như dơm không? Nghi quá ăn ạ. Dài hơn chấm ngược. Cái gì vậy? Thà như kiểu tàu bìa các bạn đi. Đấy, đấy bánh tráng chấm. Đây các bạn này, nước chấm này. Nước chấm nó ngon các bạn. Đổ ra các bạn ạ. Đấy, bách là bánh tráng. Ủa, nó dài. Bách đã ăn hết miếng này miếng thứ 3 các bạn ạ. Bố kẹp 3 miếng liền, bố ăn liền lỗ 4 miếng. Dạ, 4 miếng. Mình uống chai nước ấy 2 lô à phết các bạn. Ngon. Cố lên. À. Đấy, hậu nước các bạn ạ, sướng. Nhanh. Cường cái bánh tráng trộn là nhiều các bạn ạ.
nó bông bông. Nó ưng không ạ? Ưng á. Của mình ít nhất nhưng mà của mình dai các bạn. Bánh bánh tráng chấm này nó là dòng dòng dai rồi các bạn ạ. Đánh nhách các bạn. Đấy, màu rất đẹp. Cho bạn thử miếng ạ. Đây, nước giò bìa luôn. Rồi, mình chưa ăn bánh tráng này bao giờ các bạn ạ. Bánh tráng nướng thì mềm hơn các bạn ạ. Kiểu giống bánh bánh xèo các bạn nhờ. Ừ. Các bạn bánh xèo luôn. Ừ, dạ. Dạ như ăn như ăn, ăn báo ấy. Đấy. Cường ăn rất nhanh các bạn ơi. Mồm hơi rộng xíu ạ. Rồi. Thực ra là cái lớp trộn trộn này mà đảo đều lên là nó sẽ mềm lại cái bánh tráng. Mềm bánh ăn nó dễ. Như cái này dai. Dai. Thơm các bạn ạ. Nhưng cái của em Hoàng này lúc đầu nhai dai thôi, sau là một lúc mềm mềm á. Ôi, cứ này. Đấy, các bạn thấy cái video này hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Mình nhớ các bạn nhá. Bình luận là nhiều like mình sẽ thực hiện theo. Rồi, hậu hết rồi các bạn ơi. Đấy, bánh chưa? À? Ôi dồi ôi là hết anh ạ. Mình cũng hạ chốt đây các bạn ơi. Rồi. Để hết nhá. Đấy. Quá. Còn Cường nữa thôi. Đấy. Trung Quốc bạn. Cường chuẩn bị va rồi. Các bạn hết rồi á? Hết rồi, hậu hết rồi, bách chốt đi. Nghe lên. Rồi, bách hết rồi các bạn nha. Cố lên. Ngon thật bạn. Con nước trộn nó rộng. Có tí gió trời thì thấy chịu hắn này. Đấy, gió chí. Hôm nay mùa hè rất là nóng các bạn ạ. Đấy, chốt đi. Đấy. Ngon nhỉ. Cơm mồm rộng nhỉ các bạn nhỉ. Rồi, bạch rồi. Đấy, có ai chịu đua chưa? Vòng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vòng thứ 3 các bạn ạ. Cho vào lậu đi. Rồi, các bạn bốc chưa đi, không có suốt ngày bốc vào nước ngại á. Không ngại đâu, bạn cứ uống nước thoải mái. Bạn cứ uống máy thoải lên. Đấy. Nước đơn giản nhưng không hề đơn giản đâu các bạn ơi. Nước no lắm. Nào. Bánh tráng chấm. Bánh tráng chấm. Bánh tráng cuộn các bạn ơi. Bánh tráng cuộn. Nước ngọt các bạn ơi. Nước ngọt. Lại bánh tráng trộn. Cường lại bánh tráng trộn. Rồi. Ok. Đấy, nước ngọt của bánh nha. Rồi. Cháo gì cũng được. Được cái nước. Bánh tráng trộn của Cường. Đấy. Bánh tráng chấm của anh Hoàng. Cuối cùng họ cũng được ăn các bạn ạ. Rồi, mình được ăn các bạn. Bánh tráng cuộn. Ngon ngon đấy. Cái này bỏ hai lớp luôn. Đây à. Trông cái này nó đổ ra nhiều phê các bạn. Wow, các bạn ơi. Thực ra là cái này cũng không có gì các bạn ạ. Người ta cũng gọi là bánh tráng trộn nhưng mà người ta cho cuộn thôi. Rồi. Các bạn nhá. Đấy, của Cường là bánh tráng. Mình mời các bạn nhá. Cuộn trộn. Cũng một mâm các bạn ạ. Ừ. Một mâm. À. Ngoài ạ. Bánh các bạn nhìn này, nước chấm nó phải thế này các bạn này. Ui. Đúng không? À, không rớt được các bạn. Các bạn có ăn giọt tan không ạ? Có cả mùi tép khô. À. Ừ. Ui. Ừ, mắc răng các bạn ơi. Lung này. Lung này răng các bạn. Đấy, có cơ là bánh tráng trộn là dạng cuộn các bạn nhé. Nó cuộn ống ống kiểu dạng lem lem các bạn ạ. Cái này cho tao dã mê tép mì tôm ạ. Ăn hơi tanh tanh chứ. Nó ngon bằng. Đấy, của anh Hoàng là bánh tráng ăn nó không cẩn thận là nó rách mồm các bạn. Cái mồm nó dai. Cái bánh này dai vãi. Đấy, của Hậu là bánh tráng cuộn. Cuộn. Mềm. Mềm mà. Yeah. Các bạn nhìn nó không có gì đâu. Không. Toàn rau này các bạn. Mình anh bóc hẳn một cái các bạn xem nhé. Rau mình thì ăn không bị ngấy. Bên trong một toàn rau với lại đỗ đây các bạn nhỉ. Chả có thịt tí nào. Rồi. Ăn thế gì ăn. Ăn thế gì ăn các bạn ạ. Nó không như cái này cửa khô. Các bạn ơi, nước nhiều gà chất. Còn mình gây khô nó dai các bạn. Đấy, bách còn khăn nước không? Em hết rồi anh ạ. Rồi. Uống miệng lâu à. Bánh được cay nước sướng cười ghê các bạn. Cố lên. Giòn. Giòn. Đấy. Đây này các bạn này, của anh Hoàng chấm vào này. Các bạn nhìn không? Chấm. Của anh Hoàng này nếu mà ai mà nhớ không ăn được luôn. Mình ăn thử một miếng rồi, dai lắm. Tao mà răng bị nhung răng. Nhung ngay răng. Ê, phải ăn được ngay từ dưới đó. Gái bay răng. Ăn tách tách luôn. Đấy. Nếu mình thấy cái bánh trắng là dễ ăn nhá, mềm lắm. Đấy nó quậy. Ừ, cái mềm. Tính nghe của bạn Mạng Cường gây ăn dai á. Không phải dai, nó cứng. Ừ. Rồi, nó cứng là dai nhưng mà nếu mà ngập trong mồm lâu là nó sẽ lở các bạn nhá. Nó tan rồi. Nó tan ra. Quay mềm hợp. Đấy, cái bánh tráng này rất là hay các bạn ạ. Nhưng mà hơi mặn thôi nhỉ.
đấy à, cho mặn quá, có tép thì đương nhiên là mặn rồi, đấy là vị bò à. Đấy. Ừ. Hết rồi. Thế Cường à, hai mâm bánh tráng rồi các bạn ạ. Hai mâm rồi. Cường ăn khỏe thế các bạn nhỉ. Hết. Thế bác được chai nước hậu được hai chai. Mát. Mát nhưng mà no và lâu. Không đơn giản đâu. Mình hết rồi các bạn. Rồi, ăn mềm vãi. Lại miếng nữa. Bạn ăn nhanh hết. Đầu tiên mình ăn thấy bánh tráng mình ăn cái loại này thấy mềm vãi. Thế mềm rồi, lúc đầu anh ăn mềm. Đấy các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ video giúp mình nhá. Thật ngấm này mới ngon này. Chấm này ngon lắm. Bạn hậu thử chấm nữa này, chấm ngon không? Không. Đấy, hậu chấm thử này, ăn nó ngon. Rồi vậy nhá. Ngon. Nước sốt. Ngon không bạn? Ngon không? Ngon. Đấy, cố đi, còn mình Cường với anh Hoàng thôi. Bách chốt đi. Mình chốt nha bạn nhá. Của mình cũng nhỏ. Rồi. Hai hộp cơ à. Rồi, bách hết rồi. Thấy chưa nhá các bạn nhá. Rồi, còn mình Cường nữa thôi. Uầy. Ngon thật. Ngon nhờ, của Cường giòn đấy các bạn nhờ. Gáo gáo. Rồi, cái mùi thì ăn lốt đi. Các bạn uống nước mặn lắm. Uống nước sướng phải ăn các bạn ạ. Sướng. Nó là gà. Tép. Và. Và. Không phải ăn một canh. Anh hỗ trợ cầm thôi. Hay là em cứ cầm. Cố thật coi. Ui mồm mất gần rộng thật. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Đấy, có ai chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo các bạn nha. Rồi, vòng tiếp theo nha. Ai bốc chưa đây? Chưa, anh Hoàng đi. Không bốc thì mình bốc các bạn nha. Các bạn bốc một cái gì cũng phải ăn. Cái gì cũng phải ăn. Không, mình bốc cuối đấy. Đỡ ngọt lại. Lại bánh tráng trộn các bạn ơi. Bánh tráng lướng các bạn ơi. Bánh tráng, yeah. Bánh tráng chấm các bạn ạ. Bánh tráng chấm. Nước ngọt các bạn ơi. Nước ngọt. Giống nhau. Bánh giống, tráng trộn các bạn giống ơi. Giống như bánh trộn. Ok. Rồi ok. Các bạn ơi. Của họ là bánh tráng lướng các bạn nhá. Yeah, bánh này ngon lắm các bạn ạ. Đấy. Của Bách lại là lướt các bạn. Sướng. Sướng cười. Đấy. Đi thôi đi tải qua. Bánh tráng chấm của anh Hoàng nhá. Anh Hoàng là 3 đĩa bánh tráng chấm. 3 lần bánh tráng chấm các bạn. Cường là bánh tráng trộn các bạn ơi. 3 lần các bạn ơi. Anh nhai của anh răng các bạn. Anh Hoàng có dưới. Rồi. Ngon phết các bạn ạ. Và nó ngon không? Ngon. Đổ ra đây Cường. Không ngon ý, cái gì ngon wow. Thôi. Núi rồi bạn ạ. Núi luôn. Đấy, bánh tráng chấm của anh Hoàng. Ui, trộn lên đây các bạn. Kia nước sa tinh. Cái có vị nhân sâm. Nhìn nhân sâm uống như vị bò húc. À. Cái bánh này của mình ở giữa nó có rất nhiều nhân luôn các bạn nhìn này. Đâu? Kiểu dạng như nhân ba tê ấy nhỉ. Rồi. Ăn nó như nào? Cái ngon lắm. Có vị thơm. Có ở mayonnaise nó phải không nhỉ? Đúng rồi bạn. Mình bánh tráng chấm chắc không phải review nữa rồi các bạn nhỉ. 3 lần rồi. Mình không phải review nhiều các bạn. Ăn giờ hết cảm giác ngon rồi các bạn. Bây giờ ăn thì chục rưỡi rồi các bạn. Đấy, trộn đi. Chứ cuộc đời đúng không bằng ai thật. Rồi đấy. Mà thật đấy. Đấy, Cường may mắn toàn ăn bánh tráng trộn các bạn ạ. May quá. 3 vòng liền các bạn. Nào, có duyên sao. Đấy, đây là một ý tưởng rất hay của một bạn đã comment ở video trước các bạn nhá. Ông nào còn xả rắm các bạn ạ. Rồi, bánh tráng chấm ăn nó. Bánh tráng chấm này. Bánh uống nước nhiều ga các bạn, bánh rắm. Bánh trẻ chuyên đánh rắm bậy á. Rồi, không được đánh rắm. Nếu mà nói anh nhắm. Nếu mà nói anh nhắm bậy ở đấy ấy, vẫn là bạn Cường. Ủa anh không? Ông ăn uống rắm gì các bạn nhỉ. Ngon học bánh, ngon học. Rồi, học rất khen bánh này các bạn ạ. Bánh tráng lứa thì ngon các bạn. Ngon mà. Bạn ơi. Các bạn nhìn này, nhân này. Quá trời nhân luôn mà các bạn miếng hai miếng ốp vào nhau nhân dày bịch luôn các bạn thấy chưa? Rồi. Của họ nhìn ngon nhỉ? Ừ. Chẳng nó hơi nguội nhau, hơi yếu. Chẳng mùi cho tớ ấy. Đấy, Cường bánh tráng trộn. Cường nhớ dài các bạn. Nhưng mà hơi nhỏ ạ. Ừ. Đấy. Ăn ba vòng có trái mà. Mình nhờ ăn trái cảm giác ngon các bạn. Ừ. Ăn rồi cảm giác cái chân tráng. Ừ. Sao hương lắm mồm nó mồm nữa. Đấy. Bánh mấy chai nước kìa. Hai giống ba rồi, giống ba rồi. Ngon lắm. Ngon à. Hay là nước không phải đơn giản đâu các bạn nhỉ. Ngon, nước là nước rồi các. Đấy các bạn ơi, ăn bánh tráng trộn này mà có thêm vòng nước thì rất là tuyệt vời. Bạn hậu bố à, hai chai nước của ga vào. Ngon. Bạn dùng đỡ. Đấy. 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 Đây các bạn nghe nhé.
Nhìn cà thấy không? Đâu? Nhìn cà thấy cô em mẹ quá. Bún đấy chứ mà. Vả ra mặt luôn. Giống tà tiền nhỉ? Như là tiền quê mẹ mà. Ừ. Cứng hơn là tà tiền quê mẹ. Đấy, cường hết chưa? Chưa hết các bạn ơi. Không hiểu lắm. Đổ lên. Đấy, hậu bánh tráng nướng. Ngon, mềm lắm. Nhưng mà cái này mà nóng chắc mình nghĩ là ngon hơn và nó sẽ giòn đấy các bạn ạ. Ê, các bạn ý vô đây là cái vỏ không được giòn. À. Rồi, bánh mát thế. Mình gặp làm tư đồng năm, tốt một miếng rồi các bạn. Tổng kết các bạn. Rồi. Các bạn ơi, ừ, im nhé. Dài. Rồi. Không rồi các bạn. Cái góc vô, nó cắn vào nhọn các bạn. Hít nhọn luôn. Ui. Rồi, Cường nghe đi. Hơi bị ngấy rồi các bạn nhé. Rồi, ba mâm bánh tráng trộn rồi. Được thì ra đi. Rồi ăn ba mâm mà cũng khá khỏe các bạn chưa? Rồi. Hậu, xong chưa? Ngon thật. Rồi. Gần số đi. Ừ, hết lại nha. Rồi, hậu hết rồi các bạn ơi. Ui, nhiều ga nhỏ ác thật vào đầu. Ui. Đấy. Thế bạn ạ. Được rồi. 4 vòng thứ 4 các bạn ạ, có ai chịu thua chưa? Chưa ai chịu thua các bạn ạ. Rồi, bốc cặp nha, cho cờ bốc trước đi. Thôi, không bốc trước đi. Đèn rồi. Dối rồi, bạn Cường dối rồi. Bốc ơi, bốc đi. Nước ngọt nào. Bạch. Ui, anh em ơi, lại nước ngọt anh em ơi. Rồi. Ui, cho. Bạch trang trộn. Yeah. Bánh tráng nướng các bạn ơi. Bánh tráng nướng. Bánh tráng chấm các bạn ơi. Đây, đã đổi món cho nhau rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Bánh tráng trộn của anh Hoàng. Yeah. Và đây là bánh tráng chấm của Bách. Em Trinh. Đấy. Yeah. Bánh tráng nướng của Cường. Đổi món rồi. Cường cũng thoát nhưng lại sang bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng mà. Đấy, còn đây là nước ngọt của Hậu. Đấy. Người đấy chứ mà. Các bạn ạ. Đang ăn bánh tráng buồn mồm lại phải uống nước. Ngon các bạn ơi. Các bạn ơi, bánh thụt mạnh quá. Rồi. Thơm lắm mà. Thơm không? Thơm, ngon. Cái này phải nóng một tí ăn nó giỏi bạn. Đấy, Hậu 3 chai nước rồi, Bách 2 chai, giờ sang bánh tráng chấm. Hậu có hiệu quả quá. Ba. Uống nước to à. Uống nước nhiều lom, nhiều ga. Đơn giản đối với mình các bạn ạ. Đủ ạ. Các bạn ơi, uống nước nhiều các bạn ạ. Mình đi tiểu là hết ngay đấy nha. Nhưng mà ăn này rất chia lâu tiêu luôn các bạn ạ. Nước này cực kỳ nhanh. Rồi. Nước của gà nhanh chảy lắm các bạn ạ. Đấy, trộn đều lên anh. Bánh tráng trộn là phải trộn các bạn ạ. Wow. Bóng bất động nơi mà không được bún nha. Ảo à. Ảo rồi. Ảo đẹp, ảo ấy. Định nhờ, vâng nhá. Lìa mất mấy cái gian lận. Trong mặt này gian phết đấy các bạn ạ. Rồi. Anh là người anh. Anh chả gì ra ăn thật việc thật. Đây lại còn bún để nó bay đi. Định ném một miếng hả? Không ăn được thì thua đi. Người dai anh ạ. Rồi nó dai luôn. Nhưng tôi là ngon. Phát đầu rồi. Ăn của bánh tráng trộn là mình không biết ăn nó vị nhào ạ. Rồi. Bắt đầu á. Phát đầu tiên đây. Có đồng ăn bún không? Ăn như cỏ các bạn ạ. Đang ăn dơm. Ăn như dơm. Còn đang ăn dơm. So bánh tráng chấm thế nào? Mệt hơn các bạn. Rồi. Nhưng mà nhiều hơn các bạn. Cứ ăn hơn. Có gì ăn hơn bánh tráng trộn không? Hơn. Ăn tráng chấm không? Hơn. Tay nó mềm hơn. Rồi. Các cái này mà nóng một xíu nữa ăn là sụp ngon luôn. Rồi. Bánh nhân là. Đấy. Wow. Kiểu như là bánh xèo các bạn ạ. Như bánh xèo luôn. Nếu có rau giá là giống bánh xèo. Đấy, Hậu sướng các bạn ạ. Lo chưa? Lo về đấy. Mà lo với mình đối nhau á. Chai nước đi, phải ít đâu. Nhưng mà không sao, mình vẫn chơi được. Rồi. Vẫn cái bánh này của Bách ngon này. Chấm. Như chấm này, chốt của gói ngon á. Ăn từ từ là rách mồm ấy. Thấy các bạn thấy không? Chấm nó cứ phải thế này, đậm đà như này, ăn nó mới ngon. Múc lên. Múc lên. Đấy, bánh tráng chấm ngon đấy. Bánh tráng nướng của Cường thì mềm hơn. Nói chung là hai đẳng cấp vậy nhá. Nhưng mà hơi nhiều thôi. Nhiều phê của mình, nhiều phê các bạn. Đấy, một mâm. Đấy, Cường chịu thua chưa? Chưa anh ơi. Chưa xin nhé. Cường khỏe đấy nhỉ. Rồi, đây vòng thứ 5 rồi. Cường ăn sâu hết nhỉ các bạn nhỉ. Cố lên.
Đấy, hậu vẫn là thèm bánh tráng chấm của Bách. Bánh này ngon. Nói rộng dài cả. Rồi, ngon thực. Ra thì... Nói về cuối của bạn bạn. Ra thì uống bia hơi bom mồm ấy. Đấy, ba cái bánh tráng, mỗi bánh tráng có một đặc trưng khác nhau các bạn ạ. Đấy, nhưng mà đặc trưng đó là vẫn phải ăn các bạn, phải hết. Mình ăn tầm mà chả cảm nhận được vị ngon không các bạn. Hết các bạn vị... ăn nhiều quá các bạn. Ăn nhiều quá rồi các bạn. Cái em ấy rồi. Rồi, bách hết rồi các bạn nha. Hậu hết chưa? Còn một ít nữa thôi. Rồi, còn một ít nữa các bạn nha. Uống nước có ga mình uống dần dần các bạn ạ. Bạn Hoàng ăn xong đâu? Rồi. Rồi hết chưa? Còn nửa miếng nữa anh ạ. Chốt đi. Rồi. Rồi hết rồi các bạn nha. Là có anh Hoàng rồi. Em xin cái dâu dăm nha anh nhá. Ừ. Rồi. Mình ít này dâu dăm các bạn. Ăn được rồi, bạn Hoàng ơi. Bạn Huy đi cố làm gì? Bạn ấy vững lắm rồi. Đâu? Rồi. Mình hết các bạn nhá. Cô nhận bạn ơi, ông khỏe đấy. Thật các bạn. Hậu hết rồi các bạn ơi. Kinh. Rồi, ba chai nước rồi. Wow. Lấy bụng rồi. Ba chai rồi. Các bạn, ba chai lọc còn uống được, nhưng mà ba chai nước có ga uống nó khác ngay bạn. Có ga nó đầy bụng. Nó đầy bụng. Ba chai mỗi chai có 330ml thôi. Nhớ lấy bộ nhưng mà cái nó lại hết. Ờ, 300ml mà tính ra có 1 lít nước. Rồi, cố lên. Đó gọi là hơn lít. Và bà lâu nó phải rơi được tầm lít 3 à. Lít 3 nước tầm đấy. Đây là lần đầu tiên mình pha và ngâm nha các bạn. Nhanh lên bà đây. Nhanh lên. Mùi mùi béo quá. Cố lên. Thế là một tròn quay ngay ngã là cũng đây rồi các bạn. Thở. Lên 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 anh dở vào mâm ấy. Thế rồi. Rồi. Sao không các bạn ơi? Anh Hoàng nhìn thua chưa? Chưa. Đấy. Rồi. Chưa anh nhìn thua các bạn ơi. Mạnh đây. Có mạnh thì sao? Mình nghĩ là vòng này sẽ có người ra đây. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng nha. Ai uống trước đây? Bạn Hoàng nhìn. Rồi, anh bạn Hoàng bao nhiêu? Bạn vào nước đi. Tầm này kiểu gì cũng phải ăn các bạn nhá. Ui, nhìn bán lên chữ B. Chữ B rồi rồi. Bán này vào nước chắc mình thôi không ăn nữa. May quá các bạn ơi, mình vào bánh tráng cuộn nó mềm nhá các bạn nhá. Bánh tráng cuộn. Không, có chữ bánh tráng nướng rồi các bạn ơi. Thế. Nước ngọt các bạn ơi. Hai bạn này đổi nước cho nhau rồi. Rồi. Mình lại bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn các bạn ơi. Ok được rồi. Đấy cơ các bạn ơi. Hoàng hóa này lại hoảng rồi. Phát các bạn. Rồi, cái cuộn của anh Hoàng. Xin. Cái này thì mềm hết. Tốt rồi các bạn nhá. Lướt. Lại là lướt các bạn ạ. Hậu là bánh tráng nướng. Ui, bánh này ngon, lúc bánh mình thích ăn các bạn ạ. Cái này của mình mời nhá, mình mời các bạn nhá. Các bạn thấy tem mình ăn khỏe không? Một núi bánh tráng các bạn nhá. Rồi, Cường đảo đều lên đi. Wow. Bắn ra bắn vào đầu quá. Wow. Cố lên. Ngon lựa. Mấy lượng. Đấy. À, giờ các bạn. Đấy, Cường các bạn này, trộn này. Quá. Rất đều. Quá là ngon. Nhưng mà quá lo hoa các bạn, 4 hộp rồi. Ô, của Cường có trứng á, mình ăn mấy hộp của mình có người ngọ không có trứng nhá các bạn á. Của anh là vị khác. Ờ, thế rồi. Đấy, bắt quất ra. Ờ, có quất ra. Cái này như bị dâu sao ấy. Đấy, sợ tinh thì bị dâu rồi. Cường vẩy ghê lắm các bạn ạ, không biết bán này có qua nổi không? Cường bị bệnh não ạ. Vậy rồi, Cường bị bệnh não. Bệnh não giật giật. Đúng rồi. Đấy. Hậu như thua chưa? Chưa, khiếp. Phần gì? Đấy các bạn Cường ơi. Cường chưa thua chứ, mình mới ăn được có 3 ván. 3 ván nhưng mà nước của bạn 3 cái. 3 nước rồi. Với gái rồi. Bạn là bố phép. Cố lên. Đấy, Bách cũng 4 chai nước nhỉ? 3. 3. 3 ván nào. Cũng mạnh lắm. Mình chưa chai nước rồi các bạn. Chưa chai nước nào. Được khoan mà ăn rồi. Đấy, bánh tráng nướng ngon đấy. Ngon mà. Ngon. Các bạn uống xong cái nước này. Mà nghe không? Đỏ ứng. Đấy, Cường chịu thua chưa? Chưa nhỉ. Rồi, vẫn chưa các bạn ạ. Ăn hết mâm này nữa thì Cường rất là giỏi các bạn nhá. Quá hết mâm nữa mà. Giỏi. Cố lên. Cường ăn xong thế các bạn nhỉ.
Cường có phải Cường tô hoặc bạn Cường 80 cân. Đấy nên là Cường đã gọi hơn anh em mình ở đây rất chia nhiều rồi. To nhất đội luôn. Chưa chắc các bạn ạ. Chưa phải đó mà anh khỏe các bạn ạ. Rồi gầy mới là thầy của tất cả. Cố lên. Vất đũa rồi các bạn ơi. Quảng ơi, quảng ơi. Ẳng ơi, ẳng ơi các bạn ạ. Đấy. Giống nhậu nhau quảng không? Giới nhậu ẳng ẳng. Ê Hưng ơi. Ơi. Đấy. Cho em xin chịu thua đây. Chịu thua đi. Không ăn rồi. Rồi các bạn ơi. Cường đã ngừng ăn rồi các bạn nhá. Không cố được các bạn. Cường ra ngoài đi. Còn 3 người thôi các bạn ơi. Hậu ra đi chưa? Chưa. Rồi. Mạnh đấy, mạnh đấy, mạnh đấy bạn ạ. Anh Hoàng cố lên. Đấy các bạn ơi, ngày vòng này đến vòng này cũng khá là khó khăn rồi đấy, cũng không thể thua bách được các bạn. Mày ấy nhá, bách bây giờ đang bằng phân mình ấy. Quăng rồi. Rồi còn Hậu nữa, anh Hoàng nữa. Các bạn ơi, mình như bạn Hậu là ngang cơ rồi đấy. Rồi anh Hoàng hết các bạn nhá. Đấy, hết sạch rồi. Mạnh không bạn, mình mạnh không? Quá mạnh. Ghê. Hôm chiều này đẹp đấy anh ạ. Đẹp đấy. Dũng ra bạn ạ, em quá. Bạn Hậu ơi. Bạn thua đi. Còn lâu bạn bác ạ. Bạn ba nước rồi. Nhưng bác khỉ không có tuổi đội mình các bạn. Rồi. À. Với bằng muốn. Ôi không phải cãi nhau hôm nay. Đây anh mới là người chiến thắng. Rồi. Anh đoán vừa đây. Nhờ cứ cãi nhau các bạn nhờ. Rồi Hậu hết rồi nha. Chưa ai chịu thua gì? Chưa. Vòng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bấm tam đi. Bạn Hậu đã nước rồi. Bạn không thể nước được các bạn ạ. Bạn Hậu không bé được rồi. Mình không thích nước đâu các bạn ạ. Bánh tráng trộn các bạn ơi. Bánh tráng trộn. Vì mình vừa bảo không thích nước cái có nước ngay nước ngọt các bạn ạ. Nước ngọt. Đúng rồi anh. Bánh tráng cuộn các bạn ơi. Bánh tráng cuộn. Ok. Anh. Đấy các bạn ơi. Cuối cùng anh Hoàng cũng được một chai nước các bạn ạ. Quá may luôn các bạn, mình nói không thích thôi nhưng thật ra mình thích lắm các bạn. Anh cười đấy em chào. Đây là bánh tráng cuộn của Bách. Em xin. Và đây là Hậu là bánh tráng trộn các bạn này. Bây giờ được ăn các bạn ạ. Các bạn uống từ lấy là ăn nhiều rồi, khát nước ơi, khát nước. Cười nhục của mayo đấy anh các bạn ạ. Rồi, ăn thì nó béo, ấy Hậu một mâm đầy luôn. Ê, nhiều hết nhỉ? Nhưng mà nó lại ộp ộp các bạn ạ. Rồi cái này nói chung là bóp vào nó còn tí bộ. Đấy, ngon. Làm cái lửa chai luôn các bạn, đang khát nước. Các bạn ơi, bánh tráng cuộn không có gì ăn bánh tráng này thì các bạn. Thật á? Cái bánh này ăn mềm hơn bánh kia. Các bạn nhớ chưa? Đảo đều lên các bạn nhá. Nhưng mà nhớ nhiều bánh trong giống. Mềm, Hậu nhìn hấp dẫn đấy. Hậu nhìn hấp dẫn các bạn nhỉ. Anh ăn chán rồi, anh còn khen nữa các bạn nhỉ. Như ấy của mình ăn nó không có trứng các bạn ạ. Thèm ăn trứng ăn đi. Thôi không. Tầm này lo mong rồi các bạn ạ. Đấy, bánh tráng nó trộn rất là màu, rất đẹp. Ngon không? Nó có vị chua chua của quốc các bạn. Hai anh em chán nước rồi không? Chán nước rồi. Chán nước rồi. Đấy, hai anh em uống mấy chai rồi gì rồi. Rồi. Nước đỡ khát nước thôi, nhưng mà nó ngon, nhanh ngon. Nó biết. Xem có anh em đáy ra quần chưa? Ê, nước bầu dai thôi, anh em nước mềm lắm, như mì. Ngon mà. Rồi. Nếu mà dai nhất thì bánh tráng chấm. Bánh tráng chấm là dài nhất. Ok. Ngon đấy. Đấy. Anh Hoàng được vào nước các bạn ạ. Mình vào nước thích lắm các bạn ạ. Tại vì là mình giờ mới được vào vòng nước mà. Ăn những cái kia nó cay rồi, xong nó mặn mặn thì nó khát nước các bạn. Thấy các bạn nhiệt, mình uống gần hết nơi rồi. Cái này của mình có tâm mỡ ạ. Mình nó giòn, mình đang review xem giòn không mà dài quá mấy yếu. Cố lên. Đấy, anh Hoàng vẫn chưa hết các bạn ơi. Bách hết chưa? Gần hết rồi. Gần hết rồi. Ngon. Được chai nước tính người. Rồi. Ba thằng con lúc đầu mồm nhạt dai rồi các bạn. Ngồi nhau lúc mà anh em mì ạ. Đấy, anh Hoàng hết chưa? Rồi, hết sạch các bạn ơi. Mì hết nha các bạn nhá. Anh em cố lên. Còn Hậu với Bách nữa.
hai anh em lấy cứ tranh nhau đòi thắng mà giờ ngồi ngâm hơi lâu các bạn. Rồi. Mình vào cái này nó khổng lồ, nó phải chấp nhận các bạn. Ăn lâu hơn các bạn ạ. Cố lên. Cố lên. Cố lên bánh đẹp trai. Cố lên. Xời. Cần hết rồi. Rồi, bánh cần hết rồi. Yeah. Ảo cố lên đi. Đấy, còn hai anh em bách thôi. Hai anh em mèo đơn trà. Bọc hôn ấy. Còn lâu, bạn thôi em. Đấy rồi. Rồi, cố lên đi. Rồi. Chưa ai chịu thua các bạn ạ. Bóng tiếp theo nhá. Yes. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bốc tam nào. Bốc đi, bạn hậu. Ôi giời. Bạn hậu. Ai bốc chả được. Ôi xương ngon. Anh lại nhớ ngọt này. Ông ăn khỏe thế. Trời nhớ ngọt rồi. Rồi bốc đi. Làm cái gì? Bốc đi. Bánh tráng cuốn. Yeah. Các bạn ơi, lương ngọt các bạn. Lương ngọt. Lóng rồi nhỉ. Bánh tráng trộn các bạn ơi. Bánh tráng trộn. Ok. Rồi, lương ngon của anh Hoàng các bạn ơi. Hai bát liên tiếp. Bánh tráng trộn của các bạn ạ, mình cũng rất may mắn đó bạn nhá. Cuộn của hậu. Mình mà vào một trận nữa mình cũng quẳng ấy các bạn ạ. Bởi vì là lô à. Rồi, bách đây đi. Không biết bách qua nổi vòng này không? Bánh tráng cuộn mà. Chắc là em qua được anh ạ. Mềm ngon. Rồi, nó còn cả nước tôm bóng nữa. Yeah. Bạn ơi, mang kiếm mình bị rũi. Đấy, bách nghĩ sao mà đấm được cái bụt cái bóng này các bạn. Bách nghĩ mình là tư nhân. Hôm nay lạ lắm các bạn ạ. Rồi. Mình dội thằng em mua vào anh cho rộng các bạn ạ. Bách ăn làm sao hết một bầy. Còn đấy. Rồi. Đấy. Cái này khả năng dai nha. Này dai. Đấy anh dai lắm anh ạ. Nó hầu có gặp nữa không này không? Ăn nó không còn vị gì rồi. Nói chung là tầm này ăn thì không biết vị gì. Rồi. Đấy mình uống chai nước ngọt này đã thấy không ngon nữa rồi các bạn. Uống chai trước uống ngon thật. Các bạn. Cái này tìm nước. Cái mùi chép, chép khô các bạn, anh chanh lắm. Thế à? Cố lên. Hậu ăn đến giờ này thế nào? Ngon lắm mày ạ. Không ngon rồi. Bây giờ mình cứ cố ăn để lấy phần thưởng thôi. Rồi. Đó, cái gì? Đấy, bách sẽ chiến thắng vòng này chứ. Ui. Ui của bách mùi mùi tanh tanh nhờ. Vâng. Mùi tanh à. Nghe. Rồi. Bánh này ăn không bỏ ngon, bánh thật luôn. Bố quẩy, quẩy anh làm như nào vậy? Đấy, cố lên. Rất nhanh các bạn ơi. Bách có cho cái loại này mình không thèm ăn các bạn. Không ngon. Bách không ngon rồi, nhìn không ngon, thấy mùi đó. Đấy, màu rất đẹp các bạn ạ. Bách sao đấy? Mình túng ngon cho quả loại. Cháu hết miếp anh ạ. Bách khả năng của này lại ra đi rồi các bạn. Nhưng vào này bách khá lại ra đi rồi các bạn nhờ. Đấy, anh cái đây. Đấy, anh Hoàng còn chưa hết các bạn ơi. Còn hậu nữa. Chùi nhiều cực các bạn. Cố lên. Đấy, bướm bướm các bạn này. Đấy, bướm bướm bay đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, đến cổ vũ ấy các bạn. Cổ vũ hậu này. Ôi, cổ vũ ơi. Cổ vũ ấy. Hai con bướm ấy ra đây cổ vũ hậu các bạn ạ. Con bướm xinh ấy. Đấy, con bướm đa tình. Hai con bướm đang sập sình. Sập sình. Chắc là chuẩn bị làm tình các bạn. Đẹp nhỉ? Bay bướm xinh, con bướm xinh. Con bướm sập sình. Đấy, bay đang nhìn bướm sập sình các bạn ạ. Cố lên đi. Vâng. Đấy, đấy chịu chưa? Cố lên đi. Cố lên. Sao? Mệt no quá các bạn. Nhưng mà mình đã cố gắng hôm nay đến cái vòng này là mình không thua được các bạn. Lại lời phép. Riêng bài xoan đố quá đấy. Mới hết chỗ này á. Bài xoan. Son là bố của Bách. Son, son tức là đỏ ấy các bạn ạ. Bố Bách tên là Son các bạn ạ. Sao đây Bách, nhanh lên đi. Lắc đầu. Em chịu thua nhỉ, em không ăn hết. Em cháu hết hai bên mép rồi.
Sao bảo là bạn tuổi tép? Hả? Sao bảo là ngon lắm? Thôi chịu thua gì? Vâng. Rồi rồi, bác đi ra đi, rửa mâm lên đi. Không nên thua. Đấy rồi, miếng miếng không bỏ. Miếng cuối bạn nhá. Rồi. Ok, và anh Hoàng nữa. Rồi, hai người ai chịu thua chưa? Chưa. Chưa. Rồi, vòng tiếp theo nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, bốc thăm đi. Đấy, vòng này rồi các bạn ạ. Lại nước ngọt các bạn. Bánh chặt chấm các bạn ơi. Yeah. Ok. Đấy các bạn ơi. Anh Hoàng lại nước ngọt các bạn nhá. Nước ngọt các bạn ạ. Thế mới ăn nhiều bánh tráng trộn ghê, mỗi loại hay là tính là mỗi loại một lần đấy. Bánh tráng chấm của Hậu. Yeah. Ừ. Cố lên. Đây nhiều gà phết đấy các bạn. Đấy, anh Hoàng thì mình rất là nhiều nước rồi đấy. Mình thổi cái này ra cho bớt gà. Mấy nước rồi nhỉ? Ba cái này, ba cái. Bằng Hậu, Hậu nhiều, Hậu bằng mình. Hậu ba cái nước. Đấy, mình phải khoáng cái nước chấm này lên các bạn. Rồi. Cố lên. Ừ. Dài hết. Cố lên. Đấy, bánh tráng chấm thì dài các bạn ạ. Nó chỉ dài lúc đầu thôi, nhưng mà nhăm thì nó còn mềm á. Nhiều ga các bạn. Tạm vào tí thôi các bạn ạ. Ngon lên. Ngon đấy nhỉ. Đấy, bánh tráng chấm mà ngon đấy. Nó dài quá. Nhưng mà chính là ít các bạn. Rồi, bánh tráng chấm thì ít các bạn nhá. Nó không nhiều nhưng mà cái bánh tráng kia. Ừ. Sao đấy? Đâu đang đọc chữ. Đấy các bạn ơi, anh đang đọc thành phần đấy các bạn. Xem thành phần nó chứa gì. Thấy màu tự nhiên đấy. Các bạn làm khỏe thật các bạn. Đấy, anh làm khỏe phết đấy các bạn ạ. Hình như là một hơi nữa hết rồi. Đấy. Nào. Cho bớt đấy ra các bạn. Hết chưa? Hết. Giờ có mũi Hậu các bạn ơi. Hậu chịu thua chưa? Chưa. Rồi bốc thăm nha các bạn nha. Rồi vòng tiếp theo Hậu bốc ra ai bốc đây? Okay. Anh làm bốc đi. Tao bốc trước đi. Đấy. Mày chắc trộn đó bạn ạ. Hậu đẹp rồi. Mình lại lương ngọt các bạn ạ. Anh Hoàng lại lương ngọt các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, Hậu đổ đầu sao đen đi các bạn ạ. Qua đen. Đấy các bạn ơi. Có anh Hoàng các bạn nha. Lại lương các bạn ạ. Đấy, máy trang trộn của Hậu các bạn ơi. Đen thực sự anh em ạ. Đấy, Hậu rất là đen. Là làm mình thi đến cái vòng cuối mình bốc cũng rất là đen các bạn nhá. Bỏ đầu đen đi các bạn ạ. Không, không uổng công mình cố gắng cái đầu bây giờ các bạn ạ. Rồi. Thật ra là cũng no các bạn, cũng no lắm rồi ấy, nhưng mà mình cố gắng bạn nhá. Để dành cái phần thưởng. Ui các bạn ơi. Họ một mâm này luôn. Toàn. Cái này trông như ống nhỉ. Như cái kiểu cái mực ống cắt ra nhỉ. Ừ. Ngon không? Ôi nó dài. Dài lắm, dài hay là mình đang chấm mà. Nhưng mà ăn cái này có vị tanh tanh. Thế yeah. Ừ. Đấy, có vị tôm, có vị tôm tép tép ấy. Tôm tép. Ừ. Tôm khô, chắc tôm khô các bạn. Mặn không? Mặn lắm. Rồi. Và khá nước rồi, uống hôm nước mà cho nó được ấy. Đấy, Hậu này có khi khả năng là ra đi rồi các bạn ơi. Thôi Hậu ạ. Dài. Sao? Em thua em không đi rồi. Không chiến hết được các bạn. Không cố rồi đúng không? Không cố rồi. Nó lắm rồi, ba chai nước các bạn ạ. Mình chỉ mong cái vòng sau nó vào cái gì nó ngon ngon tí dễ ăn. Thế này không chịu được rồi. Rồi. Toang. Hậu ra nhá. Hậu ra. Còn mỗi mình nữa các bạn. Anh Hoàng nếu không hết chai này thì không ai thắng các bạn ạ.
đơn giản thôi các bạn, mình ngồi chờ xem họ thế nào các bạn. Thì hai hơi hết đi. Một hơi các bạn ơi, một hơi rồi, gần hết rồi các bạn. Lao phải lao tí thôi các bạn. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy cái video này có một người hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhá. Các bạn thật ra là mình cũng no đấy, mình đang cố gắng đấy các bạn ạ. Mình ngồi một tí cho nước nó trôi trôi xuôi xuôi xuống rồi mình lại uống các bạn nhá. Chứ uống liền một phát là nó chớ ngay các bạn. Tại vì lo quá rồi, nó nhiều ga các bạn. Rồi. Anh Hoàng ơi, yeah. Là người chiến thắng các bạn ạ. Yeah. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, Hậu không thể thắng nổi bạn nha. Điền. Bỏ anh Hoàng là người chiến thắng. Yeah. Không được mà lỗi kia. Quá đen. Những rồi. Người còn lại sẽ phải chống đẩy 50 cái. Wow. Wow. Nào, với lượt. Nào. Điều gì đã có anh chuông khởi hành rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50 ơi. Mệt các bạn. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy video của bọn mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.